Xin chào tất cả các em. Cô xin được tự giới thiệu, cô là Nguyễn Kim Anh, giáo viên bộ môn ngữ văn trường Trung học Phổ thông Văn Giang. Rất vui được đồng hành cùng với các em trong buổi học ngày hôm nay, tiết 3 của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Ở tiết 2, các em đã được tìm hiểu về câu chuyện của người đàn bà hàng chài, được hiểu về vẻ đẹp, cuộc đời và số phận của nhân vật này. Hôm nay, cô mong sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu thêm về tác phẩm. Như các em đã biết, nhân vật Đậu là người đại diện cho luật pháp, đã đứng ra để giải quyết những mâu thuẫn giữa người đàn ông và người đàn bà. Vậy thì thông qua quyết định và những suy tư trăn trở của anh, các em thấy được điều gì về con người này? Các em hãy đi vào ý thứ nhất của bài học ngày hôm nay, ý B, tránh án Đậu. Như các em đã nhớ ở tiết học thứ hai, thì Đậu là người đã từng cầm súng ra chiến trường và sau khi đất nước được hòa bình, trở về, anh đã giữ chức chánh án của tòa án huyện. Anh được mệnh danh là vị bao công, một con người công minh, chính trực và hết lòng tận tâm vì nhân dân. Trước khi nghe câu chuyện về cuộc đời của người đàn bà hàng chài, thông qua Phùng, anh biết được người đàn bà là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình. Và chánh án Đậu cũng đã chủ động mời người đàn bà đến tòa án để đề nghị và thuyết phục chị ly dị chồng. Anh có nói với chị, cứ 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, cả nước không có người chồng nào như hắn, chị sẽ không thể sống nổi với gã đàn ông ấy đâu. Câu nói ấy các em thấy, nó xuất phát từ sự sốt sắng và trách nhiệm của người nắm giữ cán cân công lý, nhưng đồng thời cũng xuất phát từ trái tim chân thành của một con người biết quan tâm và âu lo cho số phận của những con người bất hạnh. Ấy thế mà, quyết định của người đàn bà lại nằm ngoài mọi dự đoán của chánh án Đậu. Chị đã từ chối và anh trở nên giận dữ. Anh đã thay đổi cách xưng hô với chị. Anh nói tùy bà. Tất nhiên là sự giận dữ của nhân vật Đậu có lẽ cũng rất dễ hiểu. Thứ nhất, anh phật ý bởi vì thiện chí của anh không được người đàn bà chấp nhận. Thứ hai, quyết định không bỏ chồng của chị đối với anh là một nghịch lý đầy trớ trêu. Tại sao lại trớ trêu? Là bởi vì người đàn bà này, cuộc đời của chị sống trong bạo lực gia đình. Nhưng chị lại không muốn từ bỏ gã đàn ông vũ phu ấy. Còn một điều nữa, chị bị cầm tù trong một cuộc sống tối tăm, nghèo khó và bạo lực. Ấy thế mà chị lại không muốn tự giải phóng chính bản thân mình. Thế thì thông qua lời nói, hành động và thái độ của Đậu, chúng ta có thể nhận thấy được điều gì tốt đẹp ở chị. Có lẽ các em cũng đã cảm nhận được phần nào. Thứ nhất, về ưu điểm, anh là một người cán bộ rất quan tâm đến đời sống của nhân dân. Bởi vì nếu không quan tâm, thì Đậu đã không tìm hiểu và xót xa, thông cảm cho cảnh ngộ đáng thương của chị. Đồng thời, anh rất mong muốn thực hiện công lý, cố gắng sử dụng pháp luật để bảo vệ người dân. Anh không cần chờ chị chủ động đến trình báo và nhờ luật pháp can thiệp. Anh đã mời chị đến để thuyết phục chị, để tìm cho chị một giải pháp tốt nhất ra khỏi cái bi kịch gia đình. Từ những điều tốt đẹp như thế, có lẽ các em cũng sẽ đồng cảm với cô rằng đây là một người cán bộ cách mạng rất chân chính và tận tâm. Ấy thế nhưng, đằng sau quyết định có phần vội vã của anh, chúng ta cũng thấy được những hạn chế ở con người này. Thứ nhất, Đậu tuy hiểu nhưng chưa thấu hiểu sâu sắc cảnh ngộ của người dân. Ban đầu, Đậu cũng giống như Phùng, anh đánh giá một cách rất đơn giản về con người. Anh chỉ thấy được ở người đàn ông là một kẻ tàn nhẫn và độc ác, mà chưa cảm thấy được người đàn ông ấy cũng là nạn nhân đáng thương của hoàn cảnh. Anh ta đã phải gánh trên vai mình, gánh nặng gia đình. Trong một hành trình mưu sinh vô cùng nhọc nhằn và khó khăn.
nhìn nhận về người đàn bà cũng chỉ là một người phụ nữ yếu thế, đáng thương và cần được bênh vực. Nhưng anh chưa cảm nhận được chị là một người mẹ giàu đức hy sinh, là một người vợ rất đỗi bao dung. Thậm chí, người đàn bà quê mùa, thất học, nghèo khổ ấy còn là một người phụ nữ từng trải và thấu hiểu lẽ đời. Ngay cả đến quyết định của người đàn bà, cái quyết định không bỏ chồng đối với anh thực sự rất khó hiểu và thậm chí không thể nào chấp nhận được. Hay nói một cách khác, anh mới chỉ nhìn thấy được sự vật và hiện tượng ở bề ngoài mà không thể nhìn thấy được những cái ẩn ức bên trong cuộc đời của mỗi con người. Và thường thì khi người ta không thấu hiểu một cách sâu sắc thì người ta sẽ đưa ra những quyết định vội vàng. Đây chính là nhược điểm thứ hai ở anh. Tránh ăn đậu, giải quyết sự việc còn cứng nhắc, nóng vội và chưa thấu tình đạt lý. Dưới phương diện là người cầm cán cân công lý, chúng ta có thể thấy đầu cho rằng bạo hành gia đình là vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng. Và chính vì thế, trong gia đình này, khi người chồng đã trở thành thủ phạm, khi người vợ đã trở thành nạn nhân, và khi những đứa con trở thành những đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc về tâm hồn, thì theo anh, gia đình ấy không còn lý do gì để tồn tại. Anh đã mời chị đến tòa án để đưa ra giải pháp rằng chị nên bỏ chồng. Có lẽ là lúc này, bản thân Đậu tin rằng đó là một sự lựa chọn tốt nhất và cũng là một lối giải thoát duy nhất cho người đàn bà khỏi những bi kịch, khỏi những bế tắc. Và anh tin gần như chắc chắn thiện chí của anh sẽ được người đàn bà chấp nhận. Thậm chí lẽ ra chị còn phải biết ơn anh nữa. Thế nhưng bản thân nhân vật Đậu không thể lường hết được những hậu quả nếu như người đàn bà này bỏ chồng. Ở tiết học thứ hai, các em đã biết rồi, thông qua lời tâm sự của người đàn bà, chị là một người quê mùa và thất học, hầu như không có bất kỳ một cơ hội nào khác để tìm kiếm một cách thức mưu sinh ngoài nghề trải lưới. Vậy thì người đàn bà ấy làm sao có thể chèo chống con thuyền khỏi những phong ba bão táp? Và người đàn bà nghèo khổ thất học ấy làm sao có thể một mình nuôi nấng được cả một đàn con lên đến gần chục đứa trẻ? Đấy là chúng ta còn chưa nói đến cái quan niệm rất đặc biệt về hạnh phúc ở chị. Đối với chị, hạnh phúc của những người đàn bà làng chài chính là hạnh phúc của những đứa con. Chị nói, những người đàn bà làng chài như chúng tôi chỉ có thể sống cho con, chứ không thể sống cho riêng mình. Nghĩa là chị yêu con hơn cả yêu chính bản thân. Thế thì làm sao chị có thể chấp nhận được những đứa con của mình sẽ bị ly tán, sẽ bị tan đàn, xẻ nghé? Những đứa trẻ ấy, nếu như cha mẹ của chúng ly dị, đứa có bố thì sẽ không có mẹ, mà đứa có mẹ thì sẽ không có bố. Đấy là chúng ta còn chưa kể đến rất nhiều những hậu quả khác. Mà nếu người phụ nữ ấy không giải bày, thì có lẽ trong mắt người đọc và nhân vật Đậu chỉ thấy sự lựa chọn của chị là nhu nhược và ngốc nghếch mà thôi. Vì những hạn chế đó mà khiến cho một người như Đậu có đầy kiến thức sách vở, nhưng cũng không bằng sự trải đời của một người đàn bà ở làng chài thất học và quê mùa. Thế và cái giải pháp của nhân vật Đậu đưa ra để giải quyết bi kịch của người đàn bà này, một giải pháp đưa ra rất là nhanh chóng nhưng nóng vội. Nó là một giải pháp nhìn bề ngoài đẹp đẽ và dễ dàng, nhưng nó không góp phần giúp chị giải thoát khỏi những nỗi đau khổ, những vất vả, những lam lũ. Mà chính cái hoàn cảnh nghèo khó đó, các em ạ, nó mới chính là nguyên nhân của mọi vấn đề nảy sinh trong gia đình của chị.
Tuy nhiên, sau khi nhân vật Đậu nghe câu chuyện của người đàn bà hàng chài, thì thái độ của anh dần dần thay đổi. Các em hãy cùng cô mở sách giáo khoa trang 76. Các em tìm cho cô ở dòng 11 từ dưới lên. Các em sẽ tìm thấy một đoạn văn ngắn miêu tả về hành động của Đậu sau khi nghe câu chuyện của người đàn bà hàng chài. Các em đã thấy chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm chi tiết này nhé. Thứ nhất, Đậu đi đi lại lại trong căn phòng. Khuôn mặt của anh nghiêm nghị và đầy suy nghĩ. Những hành động như thế cho chúng ta cảm nhận được rằng Đậu dường như đang suy nghĩ lại về quyết định của chính mình và anh đang cố gắng tìm ra một giải pháp tốt nhất cho người phụ nữ này. Đâu mới là giải pháp tốt nhất đây? Và sau đó, có một cái gì đó đã vỡ ra trong đầu của vị bao công của tòa án huyện. Các em chú ý cho cô đến từ vỡ ra. Nhà văn chỉ dừng lại đây thôi. Và dường như đó chính là một khoảng trống nhà văn tạo ra để chúng ta được cùng nhận thức, được cùng vỡ lẽ về cuộc đời cùng với Đậu. Sự vỡ ra ấy chính là những nhận thức mới mẻ về cuộc đời mà Đậu có được sau khi được lắng nghe câu chuyện của người đàn bà. Các em cũng có thể đoán được đó chính là những nhận thức mới như sau. Thứ nhất, cuộc sống của người dân lao động cơ cực và khó khăn hơn những gì Đậu đã từng biết. Trong cảnh ngộ của người đàn bà, chị sẽ không có được một sự lựa chọn nào tốt hơn. Và đến đây, chúng ta mới thấy rằng những trang văn của Nguyễn Minh Châu thực sự rất đời, những trang văn mang đậm hơi thở của cuộc sống. Bởi vì thực tế của cuộc đời này chính là như thế. Nó luôn luôn tồn tại những nghịch lý, những cay đắng mà con người dù có đau đớn, dù có dằn vặt đến mấy, đôi khi con người vẫn buộc lòng phải chấp nhận. Thậm chí, chúng ta luôn luôn muốn rằng cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, hướng tới cái thiện. Nhưng nhiều khi cái ác tồn tại trong cuộc đời như một lẽ đương nhiên. Và để giải quyết được điều đó, người ta phải đi tìm được cái gốc rễ của vấn đề, chứ không phải là những sự lựa chọn nhanh chóng và dễ dàng, không thấu tình, đạt lý. Chính bởi thế, bản thân Đậu, anh rất là tốt. Anh rất là sốt sắng và chân thành, nhưng điều ấy là chưa đủ. Người cán bộ cách mạng phải làm nhiều điều hơn nữa để có thể khắc phục hậu quả của đói nghèo, của lạc hậu. Điều ấy chính là sự giải quyết tận gốc rễ những vấn đề còn tồn tại trong cuộc sống. Đến đây, cô và các em đã đi tìm hiểu xong về nhân vật Đậu. Các em có thấy không? Toàn bộ câu chuyện về nhân vật người đàn bà làng chài đều được nhìn nhận và tái hiện thông qua cái nhìn của Đậu. Và trong chuyện này, anh không đơn thuần là một người chứng kiến mà còn là nhân vật kể chuyện. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang ý C về nghệ sĩ Phùng. Chắc là các em còn nhớ, không chỉ một lần Phùng đã đứng ra bảo vệ người đàn bà. Trước khi nghe được câu chuyện của người đàn bà hàng chài, anh không dưới một lần đã chứng kiến và muốn can thiệp bảo vệ cho người phụ nữ bất hạnh ấy. Lần thứ nhất, khi ở trên bãi cát, anh chứng kiến cảnh người đàn bà đã bị đánh đập một cách vô cùng tàn nhẫn phía sau chiếc xe tăng. Anh không ngại ngần vứt ngay chiếc máy ảnh Pratica quý giá của mình xuống dưới bãi cát để ngay lập tức lao tới và định can thiệp. Và đến lần thứ hai, Phùng lại chứng kiến cảnh bạo hành trên cát. Phùng lao ra ngăn cản. Anh bị gã đàn ông đánh và phải đưa về trạm y tế của tòa án huyện. Và vì thế tại đây, anh đã có cơ hội
được lắng nghe câu chuyện của người đàn bà để hiểu thêm tường tận về cuộc sống, về những bi kịch của con người. Thế thì hành động đó của anh chính là một hành động của tình thương, của lòng dũng cảm để bảo vệ công lý. Anh vẫn mang trong mình vẻ đẹp của người lính cách mạng. Các em có còn nhớ không, ở tiết 1 chúng ta đã từng nói rồi. Trong chiến tranh, người lính ấy đã cầm súng để bảo vệ đất nước, để chống lại cái ác. Và khi đất nước đã hòa bình, thì bản thân nhân vật Đậu lại tiếp tục chiến đấu để bảo vệ lẽ công bằng. Chúng ta đi sang phần tiếp theo về hành động và thái độ của nhân vật Phùng khi nghe câu chuyện của người đàn bà hàng chài. Lúc bấy giờ, Phùng ngồi trong rèm chứng kiến sự cự tuyệt của người đàn bà trước thành ý của Đậu. Anh đã cảm thấy rất ngột ngạt, vén màn bước ra. Căn phòng lộng gió biển bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Và rõ ràng chi tiết này thể hiện cái nét tương đồng với tâm trạng của Đậu. Phùng cảm thấy rất bất bình trước sự ứng xử của người đàn bà. Và cũng giống như Đậu, anh hiểu nhưng chưa thấu hiểu một cách sâu sắc về cảnh ngộ bi kịch và những éo le trong cuộc sống của con người. Và đến khi đầu vỡ lẽ ra, sau khi lắng nghe câu chuyện của người đàn bà, thì Phùng chắc có lẽ anh cũng đã có những cái nhận thức mới. Và chúng ta tạm gọi đó cũng là những vỡ lẽ của nghệ sĩ Phùng về cuộc sống. Sự vỡ lẽ của Phùng đã làm sáng tỏ hơn những khám phá và phát hiện của nhà văn về cuộc đời này. Các em hãy tiếp tục mở cho cô sách giáo khoa ngữ văn trang 77. Các em để ý cho cô ở đoạn 2, dòng thứ 10. Chúng ta sẽ thấy được nhà văn miêu tả Phùng khi trở về từ tòa án. Lúc ấy, khi trời biển động, trời trở gió đột ngột, Phùng lang thang một mình trên bãi biển. Anh đã được chứng kiến một trận giông bão gào thét trên biển. Sóng bạc đầu nổi lên giống như những ngọn núi tuyết trắng và gió thì rú ào ào. Có một điều rất là kỳ lạ, Phùng nhìn thấy đa phần những con thuyền khác đều đã neo đậu bờ an toàn. Thế nhưng trên mặt biển vẫn còn có một con thuyền đang trơ trọi, chao đảo trước bão giông. Đây là một chi tiết nhỏ trong tác phẩm. Thế nhưng bằng chi tiết ấy, nhà văn đã gieo vào lòng người đọc những dự cảm lo âu đầy bất ổn. Đó chính là cái nhỏ bé, yếu đuối, đơn độc, mong manh của con người trước sóng gió cuộc đời. Và từ khi nhân vật Phùng đến với bãi biển miền Trung, cách xa Hà Nội khoảng tầm 600 km, anh cứ mải mê khám phá cái đẹp. Có lẽ đây là lần đầu tiên Phùng được chạm vào cuộc sống của những người làng chài. Và chính trong giây phút trải nghiệm ngắn ngủi ấy, anh đã thấm thía hơn câu nói của người đàn bà. Đây là cái câu nói mà ở tiết 2 các em cũng đã được tìm hiểu. Chị tâm sự rằng cũng có lúc biển động, sóng gió chứ chú. Anh sẽ hiểu thêm về những nghịch lý mà trước đây cả anh và Đậu đều không thể nào hiểu được. Từ đây, ta thấy được ở Phùng hình ảnh người nghệ sĩ nhiều âu lo, trăn trở về số phận con người. Và như vậy là nếu như ở tiết 1, trong 2 phát hiện lớn của Phùng, chúng ta đã thấy được ở anh tố chất thực sự cần có của một người nghệ sĩ. Đó là một người nghệ sĩ tài năng và say mê khám phá cái đẹp. Thì ở đây, trong câu chuyện của người đàn bà hàng chài, chúng ta sẽ cảm nhận được chiều sâu trái tim của một con người biết yêu thương, biết xót xa, biết đồng cảm cho những cảnh đời bất hạnh.
Và nói như nhà văn Nguyễn Du, thì đây là một người nghệ sĩ vừa có tài lại vừa có tâm. Vậy, thông qua hai nhân vật, Chánh Án Đậu và nghệ sĩ Phùng, nhà văn đã gửi gắm đến bạn đọc chúng ta những thông điệp gì? Các em hãy cùng cô chuyển sang ý tiếp theo về thông điệp của tác giả. Các em ghi thông điệp của tác giả. Thông qua hai nhân vật, nghệ sĩ Phùng và Chánh Án Đậu, chúng ta thấy rằng cuộc đời không đơn giản mà có nhiều góc khuất, có những nghịch lý mà con người buộc phải chấp nhận dù cay đắng và xót xa đến mấy. Thứ hai, người nghệ sĩ không thể nhìn nhận con người và cuộc đời một cách giản đơn, một chiều, mà cần phải có cái nhìn đa chiều, toàn diện. Bởi vì con người trong cuộc sống muốn nhận thức được là cả một hành trình. Hành trình ấy giúp chúng ta hoàn thiện hơn chính bản thân mình. Kết quả của chuyến đi thực tế của Phùng là một tấm ảnh nghệ thuật vô cùng đắt giá. Vậy tấm ảnh nghệ thuật ấy đã được miêu tả như thế nào và ý nghĩa của chi tiết này là gì? Các em hãy chuyển sang ý tiếp theo. Ba nhỏ, bức ảnh nghệ thuật. Các em vẫn tìm ở sách giáo khoa trong những trang cuối cùng của tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa, sách giáo khoa trang 77, chúng ta sẽ thấy những chi tiết miêu tả về bức ảnh nghệ thuật này. Cô và các em cùng nhau tìm hiểu nhé. Thứ nhất, đây là một bức ảnh nghệ thuật được treo ở nhiều nơi trong những gia đình sành nghệ thuật, là một tác phẩm nổi tiếng và có giá trị. Nhưng có một điều kỳ lạ, tuy là một bức ảnh đen trắng mà lại là bức ảnh tĩnh các em ạ. Ảnh tĩnh chứ không phải là ảnh động. Mỗi lần nhìn kỹ, nghệ sĩ Phùng vẫn thấy màu hồng của ánh sương mai. Chi tiết này phải chăng là biểu tượng cho sự lãng mạn nên thơ của nghệ thuật? Và theo như nhà văn miêu tả, thật sự là rất quái lạ. Nhà văn dùng một từ quái lạ là mỗi lần nhìn kỹ hơn nữa, nghệ sĩ Phùng dường như thấy có một người đàn bà vùng biển, cao lớn, với những hình dáng thô kệch, khuôn mặt mệt mỏi, lưng áo bạc phếch, nửa thân dưới ướt sũng. Chị như bước ra từ trong tấm ảnh và hòa lẫn vào trong đám đông. Chi tiết này cứ ám ảnh Phùng mãi, và nó là biểu tượng cho sự lam lũ, vất vả của cuộc đời. Đằng sau bức ảnh là những xót xa, trăn trở của nghệ sĩ Phùng. Mà dù anh đã đạt được thành tựu về mặt nghệ thuật, anh cũng không thể nào quên được. Phải chăng đó là nỗi xót xa, trăn trở, cảm thương cho cuộc mưu sinh lam lũ, nhọc nhằn, cho những cuộc đời gian nan, vất vả mà anh đã chứng kiến, đã cảm thông bằng tất cả tấm lòng. Vậy thì đằng sau bức ảnh nghệ thuật này của nghệ sĩ Phùng chính là những triết lý của nhà văn về nghệ thuật. Các em hãy cùng cô tìm hiểu về điều này. Đó là quan niệm về nghệ thuật. Nghệ thuật phải gắn liền với hiện thực cuộc đời và vì cuộc đời. Bản thân nhà văn Nguyễn Minh Châu đã từng có một quan niệm rất đẹp. Nghệ thuật và cuộc sống là hai vòng tròn đồng tâm, mà ở đó tâm điểm của nó chính là con người. Và đến đây, cô cũng chợt nhớ tới một quan niệm nghệ thuật rất đẹp của nhà văn Lev Tolstoy của nước Nga. Ông cho rằng, mỗi tác phẩm nghệ thuật là sản phẩm của một tình yêu. Chúng ta dừng lại đây một chút. Tình yêu của người nghệ sĩ không chỉ đơn thuần là tình yêu đối với cái đẹp của nghệ thuật, mà đó chính là tình yêu thiết tha hướng về sự sống, hướng về những kiếp đời lầm than bằng tất cả trái tim yêu thương và trân trọng của mình.
Điều thứ hai, nhà văn Nguyễn Minh Châu quan niệm, người nghệ sĩ cần phải có cái nhìn sâu sắc, đa diện, nhiều chiều về cuộc đời. Bởi vì như chúng ta đã nói rồi, cuộc đời là một hành trình trải nghiệm rất dài. Con người cần phải có cái nhìn sâu sắc toàn diện để hoàn thiện nhận thức và hoàn thiện nhân cách của chính mình. Cô trò mình đã cùng nhau tìm hiểu xong về tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Và cũng nhờ có tác phẩm này, cô đã may mắn có cơ hội được hướng dẫn các em và củng cố thêm kiến thức về đọc hiểu văn bản tự sự. Bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau tổng kết về tác phẩm nhé. Trước hết là mục 1, tổng kết phần nội dung. Chiếc Thuyền Ngoài Xa là những chiêm nghiệm sâu sắc về nghệ thuật và cuộc đời. Nhà văn cần phải gắn với cuộc đời và vì cuộc đời. Nhưng điều này không chỉ thể hiện thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Nguyễn Minh Châu đã có những quan niệm nghệ thuật rất cụ thể và trở thành ngọn đèn để soi cho con đường sáng tác nghệ thuật của chính ông. Nguyễn Minh Châu cho rằng nhà văn không phải là diễn viên trên sân khấu, cũng không phải là một loài có cánh. Nhà văn phải đứng giữa mặt đất đầy gian khổ, giữa thập loại chúng sinh. Điều này có nghĩa là gì? Nhà văn không cần diễn như một diễn viên, cũng không cần lúc nào cũng chỉ biết đến thứ nghệ thuật lãng mạn, bay bổng, vị nghệ thuật mà xa rời cuộc đời. Nhà văn cần phải đứng giữa cuộc đời, mở rộng lòng mình ra, thấu hiểu về cuộc đời và không bao giờ xa rời con người. Đây chính là quan niệm nghệ thuật vị nhân sinh. Điều thứ hai, Nguyễn Minh Châu nhìn nhận về chức năng của người nghệ sĩ. Nghệ sĩ cần phải nhìn về cuộc sống và con người một cách toàn diện, đa chiều để phát hiện những vẻ đẹp khuất lấp. Mà bản thân ông đã gọi vẻ đẹp khuất lấp ấy chính là những hạt ngọc ẩn giấu sâu kín trong tâm hồn của mỗi con người. Ta nói là hạt ngọc ẩn giấu sâu kín, tức là để khám phá ra nó không phải là một điều dễ dàng. Người nghệ sĩ cần phải tìm ra vẻ đẹp trong tâm hồn không chỉ bằng cái nhìn của đôi mắt mà còn là sự yêu thương và thấu hiểu bằng tất cả trái tim của mình. Và như vậy, chuyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa đã thể hiện rất rõ quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu. Tác phẩm xứng đáng được coi là sự mở đường cho văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới sau năm 1975. Tiếp đến, cô trò chúng mình sẽ tổng kết về nghệ thuật của tác phẩm. Chiếc Thuyền Ngoài Xa đã xây dựng được một tình huống nghệ thuật truyện vô cùng độc đáo, có ý nghĩa khám phá và phát hiện. Người ta gọi đây là tình huống mang tính chất nhận thức. Thứ hai, về ngôi kệ và điểm nhìn đều rất thích hợp để làm cho câu chuyện giàu sức thuyết phục. Thứ ba, về ngôn ngữ rất chân thực, sinh động, phù hợp với từng nhân vật. Và kết hợp tất cả những yếu tố đó về nghệ thuật và nội dung, Chiếc Thuyền Ngoài Xa của Nguyễn Minh Châu sáng tác năm 1983 xứng đáng trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất trong cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu. Để củng cố kiến thức của bài học, cô sẽ giao cho các em hai bài tập sau đây. Các em hãy cùng quan sát và ghi lại. Bài tập thứ nhất, các em hãy viết đoạn văn cảm nhận về chi tiết tấm ảnh nghệ thuật ở cuối truyện. Với dung lượng của bài học không dài, cô sẽ gửi đến các em một vài gợi ý cơ bản sau đây. Thứ nhất, các em hãy tìm ở trong sách giáo khoa trang 77, phần cuối của tác phẩm và nêu lại những chi tiết về tấm ảnh. Sau đó, các em hãy rút ra những triết lý về nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu, về trách nhiệm của người nghệ sĩ.
cô gửi đến các em bài tập thứ hai. Đó là bài tập cảm nhận về đoạn văn. Dạng đề này trong những năm gần đây thì bộ đôi khi đã đưa ra vào đề tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, nên các em hãy lưu ý cách làm của dạng đề này. Cô sẽ đọc nhé. Các em hãy cảm nhận về đoạn văn sau. Lát lâu sau, mụ lại mới nói tiếp. Mong các chú cách mạng thông cảm cho. Đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba. Để cùng làm ăn, nuôi nấng đặng một sắp con, nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn, cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ không thể sống cho riêng mình như ở trên đất được. Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. Các chú đừng bắt tôi bỏ nó. Lần đầu tiên, trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt ửng sáng lên như một nụ cười. Và lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ. Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? Đột nhiên tôi hỏi. Có chứ, chú. Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi, chúng nó được ăn no. Viên chánh án huyện rời chiếc bàn xếp đến phát ngốt lên với những chồng hồ sơ giấy má. Đầu đi đi lại lại trong phòng, hai tay thọc sâu vào hai bên túi chiếc quần quân phục đã cũ. Một cái gì vừa mới vỡ ra trong đầu vị bao công của cái phố huyện vùng biển. Lúc này trông đầu rất nghiêm nghị và đầy suy nghĩ. Đoạn văn trên cô trích từ tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, sách giáo khoa trang 76. Sau đây, cô sẽ có một vài gợi ý để cho các em có thể làm tốt hơn bài tập này. Trong đoạn văn này, sở dĩ cô lựa chọn là bởi vì nó đã khắc họa được và tái hiện được cả hai nhân vật. Nhân vật người đàn bà hàng chài và nhân vật chánh án đậu. Cho nên, ý thứ nhất các em cần phân tích là về nhân vật người đàn bà hàng chài. Về nội dung, các em hãy giải thích những lý do vì sao người đàn bà không bỏ chồng. Có rất là nhiều lý do, đúng không các em? Ở tiết 2, các em đã được tìm hiểu rồi. Cô sẽ chỉ gợi nhắc lại một vài ý cơ bản. Thứ nhất, người đàn bà cần có người đàn ông chèo chống những khi phong ba. Thứ hai, chị rất cần người chồng để cùng nhau nuôi nấng cả một đàn con thơ. Và chị có một quan niệm rất cao đẹp và cũng rất đáng để chúng ta trân trọng. Theo chị, thiên chức của người đàn bà là phải sống cho con, chứ không phải chỉ sống cho riêng mình. Bản thân chị, trong một gia đình đầy bi kịch như thế, cũng có lúc tìm thấy hạnh phúc rất là giản dị. Đó là những lúc gia đình của chị hòa thuận, vui vẻ và chị được nhìn thấy những đứa con của mình được ăn no. Ẩn đằng sau hình ảnh của một người đàn bà nghèo khổ, lam lũ, quê mùa, thất học là vẻ đẹp của tình yêu thương và đức hy sinh, là của sự bao dung, là một người đàn bà từng trải và thấu hiểu lẽ đời. Ý thứ hai, các em cần phải đảm bảo là các em sẽ phân tích về nhân vật đậu. Các em chú ý cho cô kiến thức này cô vừa dạy trong bài học rồi. Các em chú ý phân tích sự vỡ lẽ của đầu sau khi lắng nghe câu chuyện của người đàn bà hàng chài. Và thông qua câu chuyện ấy, đậu đã có nhận thức như thế nào về con người và cuộc sống. Vậy là tiết học của chúng ta kết thúc ở đây. Rất vui vì được đồng hành cùng các em trong bài học này. Xin chào và chúc các em học tập thật tốt và mong muốn của cô, những giáo viên dạy bộ môn ngữ văn lớp 12 là các em sẽ cố gắng làm bài tập, củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.